Xin chào anh chị, hôm nay thì Tùng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đọc tên nốt nhạc. Trong âm nhạc chúng ta thì có 7 tên nốt cơ bản là đồ, rê, mi, pha, son, la, si và được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Thì để chúng ta nhận biết được đâu là nốt đồ, đâu là nốt rê, đâu là nốt mi, nốt pha thì người ta sẽ căn cứ vào cái khóa nhạc là cái này đây. Khóa nhạc thì nó có nhiều dạng khóa nhạc. Nhưng mà ở trong cái chương trình học chúng ta thì chúng ta chỉ học cái khóa son này thôi. Đây là khóa son. Khóa son được viết từ dòng kẽ số 2. Dòng kẽ số 2 là cái dòng đây nè. Đây là dòng kẽ số 1 ha. Để Tùng phóng lớn lên. Rồi, ở dưới cùng là dòng kẽ số 1. Rồi sau đó đây là dòng kẽ số 2. Đây là số 3, số 4, số 5. Chính giữa các dòng kẽ người ta gọi là khe. Khe số 1, khe 2, khe 3, khe 4. Khóa son của chúng ta được viết từ bắt đầu từ dòng kẽ số 2. Đây, dòng kẽ số 2. Cho nên là nốt nhạc nằm ngay dòng kẽ số 2 này là nốt son. Chúng ta nhìn cái này. Đây, chúng ta thấy là nốt son là bắt đầu từ dòng kẽ số 2 là đây là nốt son. Thì khi có nốt son rồi, làm chuẩn rồi thì chúng ta sẽ đếm lên. Son đếm cao lên một bậc sẽ là nốt la, đếm cao lên một bậc nữa là nốt si, cao lên một bậc nữa là đô, mà nếu chúng ta tập lên một nốt nữa là rê, cái tương tự như vậy đếm lên. Rồi từ nốt son này chúng ta đếm đếm lui lại, đếm thấp xuống, đây son thấp xuống một nốt là nốt pha, thấp một nốt nữa là nốt mi, là nốt rê, rồi nốt đô. Cách tập thì anh chị sẽ tập đọc tên nốt nhạc từ đồ tới đố, đồ rê mi pha son la si đố, sau đó chúng ta tập đọc ngược lại đố si la son pha mi rê đồ. Sau khi đọc lên đọc xuống quen rồi thì chúng ta tập lấy cái tay chúng ta che cái nốt nhạc lại, để chúng ta tập nhận biết nốt nhạc. Chúng ta nhận biết nốt nhạc coi nốt đó tên gì ha, đọc như thế nào. Cái này là đọc tên thôi nha, chứ chưa có hát bằng xướng âm. Nghĩa là chúng ta nhận biết là nốt đó tên gì thôi. Xin chào các anh chị em. Vừa rồi thì anh chị em đã nghe thầy Tùng hướng dẫn cho cách đọc nốt nhạc từ đồ cho tới đố. Thì dựa vào cái nguyên lý đó thì chúng ta có thể là đếm những nốt phía trên nữa, cao hơn nữa và những nốt thấp hơn nữa. Thì ở cái bài hôm nay thì Tùng chỉ dạy là chỉ có 8 nốt thôi, từ nốt đồ tới nốt đố là 8 nốt. Rồi bây giờ thì Tùng muốn anh chị là thực hiện cái phần làm bài tập, thử xem thử coi là anh chị hiểu bài ở mức độ nào. Thì Tùng ví dụ nè, thì Tùng viết tên nốt, viết nốt rồi nè, thì anh chị sẽ viết cái tên, viết cái tên ra. Ví dụ thì Tùng ghi nốt đô nè, rồi anh chị ghi đô dưới la, rồi qua bên này là nốt si, thấy chưa anh chị, thấy chưa, rồi là rê đó. Đó là cái cách mà anh chị in bài ra anh chị tập. Bây giờ anh chị làm trên YouTube á, thì tôi muốn là anh chị là ghi vào cái phần bình luận là cái đáp án của mình luôn. Ví dụ như câu 1, anh chị ghi là câu 1, ví dụ đây là nốt đồ nha, tôi khuyến mãi nốt đồ đầu tiên nè, nốt đồ, rồi sau đó là nốt mi, nốt son, nốt si gì đó, 4 nốt. Rồi anh chị phẩy cái câu 2, rồi cũng ghi 4 nốt ra. Rồi câu 3, đó, anh chị cũng ghi thứ tự 4 nốt. Rồi câu 4, anh chị cũng ghi thứ tự là 4 nốt. Đó, sau khi mà anh chị ghi xong rồi thì thầy Tùng sẽ kiểm tra, xem thứ coi là đánh giá thứ coi là anh chị hiểu bài ở mức độ nào, và có cái chỗ nào mà chưa có chính xác thì thầy Tùng sẽ giúp anh chị chỉnh sửa lại và đọc được tốt hơn. Thì Tùng muốn là anh chị đừng có xem không, mà anh chị phải làm, anh chị phải làm, anh chị phải hòa mình vào trong bài học thì lúc đó cái hiệu quả mang lại nó mới cao. Và cái bài học nốt nhạc này thì nó rất là hữu ích cho anh chị, để anh chị có thể là tự đọc hiểu tài liệu được. Đây là cái cơ sở, cái nền tảng cho anh chị mà học nhạc cụ, không phải riêng guitar đâu, học nhạc cụ và các môn khác nữa, các môn liên quan tới nhạc về sau nữa. Cho nên là thầy Tùng muốn là anh chị ráng tập trung vô ha. Mình đã không học thì thôi, học thì phải cho nó nghiêm túc, học thì phải cho nó hết sức của mình để hiệu quả mang lại cao. Thầy Tùng xin chào anh chị, và thầy Tùng đang đợi những câu trả lời của anh chị.